Tóm tắt lý lịch diễn viên Thúy Diễm, diễn viên Thúy Diễm sinh ngày 8 tháng 7 năm 1986, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thúy Diễm, là một diễn viên nổi tiếng, xuất thân trong một gia đình không khá giả. Từ nhỏ Thúy Diễm đã thiếu thốn tình cảm của cha. Mẹ cô thì cũng thường xuyên phải đi làm ăn ra nên hầu như Thúy Diễm ở cùng với bà ngoại và em trai. Năm 2007, Thùy Diễm mới khởi đầu được biết đến là người mẫu ảnh với danh hiệu Miss Sunplay. Sau này cô lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy và cô đã bén duyên với phim ảnh chỉ hơn 6 tháng nhưng đã bỏ túi hai vai thứ chính và ba vai chính trong năm phim truyền hình. Với lợi thế về chiều cao. Thùy Diễm đã được mời làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng và xuất hiện trên nhiều tạp chí khác nhau. Năm 2009, cô bắt đầu chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ qua vai diễn trong bộ phim Sóng Tình. Sau đó cô nhận được vai diễn trong Mùa Thu Đi Một Nửa. Năm cô 23 tuổi cô còn được công chúng biết đến qua hình ảnh cô gái hiền lạnh nhưng lại có nghị lực sống phi thường. Vượt lên hoàn cảnh eo le của cuộc sống trong các bộ phim như Trái tim hoa hồng, rau muống tháng 9, vịt kêu đồng Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Thủy Diễm đã dần dần thay đổi phong cách thời trang cũng như chăm chút về ngoại hình của mình hơn không còn là một cô gái quê có làn da ngăm đen. Giờ đây Thùy Diễm đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Cô theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, thay đổi màu tóc và kiểu tóc cho phù hợp với xu hướng và trang điểm nhẹ hơn trước. Sau khi công khai hẹn hò với nam diễn viên Lương Thế Thành, Thùy Diễm cũng được nhiều người quan tâm hơn và sau khi cặp đôi này kết hôn cũng đã thu hút được sự chú ý của công chúng. Thủy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn vào ngày 12 tháng 4 năm 2016. HTTPS www.facebook.com gạch tsuidiem